vật ghi thành công của quân đội tiếp tục vào thi đấu nhanh nhảy nhất.
thầy yêu cầu Idol vẫn tiếp tục phải thi đấu. Đào Văn Đông của Lâm Xuyên sẽ lên sân vận để làm thủ tục thi đấu.
công nhân được công thực hiện một miếng sống và sau đó bị đau khổ đỏ nhấc hai chân ra khỏi mức khỏi mặt sới, tức là đã không nổi hai chân bởi đau khổ đỏ. Cái gì cuối cùng là nào bị đánh lại lên
xem đi, hồi sau sẽ rõ. Quay này có thể rõ không? Có, rõ. Đấy, rõ như thế này luôn. Lấm lưng cũng được. Nhấc hai chân khỏi mặt đất cũng được. Ta vẫn dùng gần lấm lưng, lấm lưng và một thêm là nhấc cùng hai chân. Thì các nhà cổ vũ động viên cho hai đô vật tích cực hơn lên để thi đấu. Ban tổ chức chúng tôi tiếp tục đề nghị là khán giả mà chúng ta đang thưởng thức thi đấu giải vật của lễ hội truyền thống năm nay là giải nhất ngày hôm qua, vừa giải nhất của chúng ta đang có cháu Hoàng Thanh Ngọc là đã ủng hộ tài trợ cho giải nhất là 200.000 đồng và còn giải nhì và giải ba thì đề nghị khán giả sẽ tiếp tục là tài trợ cho các đô vật của giải nhì và giải ba để khuyến khích động viên các đô vật tích cực hơn. Đây là
Yeah.
chị làm sao mà thắng thì anh Dũng sẽ tặng thưởng 500.000 đề nghị
đội vận động sẽ cố gắng lên. Nếu như đồ vật Vũ Văn Ngọc của Bắc Giang mà thắng đồ vật Nguyễn Văn Trường của Hà Nội, anh Khương sẽ tặng ngay tại
sẽ tặng luôn 2 triệu ngay tại sân vật. Thank you.
cả các đô này, tất cả các đô đã vào đến trận này thì ai thắng cũng đều xứng đáng, ai thắng cũng đều xứng đáng. Cho nên chúng ta chỉ sảnh một miếng đánh thì chúng ta đã bị thua. Cho nên là ban tổ chức xin chia sẻ cùng với tất cả các đô, tất cả các đô ai thắng cũng đều xứng đáng. Xong chỉ vì một miếng đánh của mình bị sỏng, cho nên đã bị xử thua. Cho nên đề nghị tất cả các đô khi thắng hoặc thua chúng ta cũng đều vui vẻ. Đây là thể thao. Sau khi giải nhất đã được công bố thì Nguyễn Văn Trường của Hà Nội là người thách đấu ở trên sân sới, xem có đô nào theo đô Nguyễn Văn Trường của Hà Nội thì mời lên sân khấu để thi đấu. Trời, nhỏ Nguyễn Văn Trường đi vào giữa sới. Cái đầu quay vậy hả? Cái thằng nó chưa bận thằng gì? Mẹ có quấn cái đó không?
nhảy cho chú Vũ Văn Ngọc, đề nghị Vũ Văn Ngọc lên để nhận cái phần thưởng của cháu. Sao?